Còn đây là bưởi đám hoa ạ. Cái gì? Thôi kệ thôi. Không cứ bước chân khéo con nó vấp vào cái con để cái bò bò vào. Đúng rồi. Cái này cái gì? Cái trùng La Hán. À. Dạ. À đây là đền. Chùa đấy. Chùa đấy hả? Vâng. Ngôi chùa nhỏ đấy hả? Vâng. Dạ. Thôi, cái chủ trì cho. Dạ vâng. Kính cụ ạ. Kính cụ em vâng. Tăng vô chủ đi lang thang thì chưa đây. Đấy bây giờ đây này, con chuẩn bị mai con cắt. Con cắt tỉa nó rất là đẹp. Ừ. Vâng. Cây công ty. Dạ vâng. To thế. Vâng, cây xanh ấy ạ. Đây ạ. Kiếm cá đây này. Đây. Đây, một ao cá luôn, cho súng đây. Còn bây giờ mai thì thích thì con đi làm mấy bụi sen nữa, con trồng mấy bụi sen bên kia nữa. Có mấy con sen cũng không hay. Dạ. Mấy đường trồng được vài khóc, vài con trồng ba khúc sen nữa. Sáng mai ra là con cụ cứ đi. Này thì chắc là nước đậm nè, dạ, thay được đâu. Đâu con đặt máy bơm to đây thế. Lúc con thay cái là con bơm hết lên trên vườn luôn. Vâng, con thay hết thay nước cái con chủ động vài ba tháng là con thay ngay. Không thành ao tù mà. Vâng, không tiến tù được. Đây khá nhiều đi. Nhiều lắm. Bây giờ mà cho ông ăn là ông nổi lên chín mắt thế này. Vâng. Anh phải cho ăn chủ yếu là ăn gì? Bằng cám với lại là bằng oản. À. Oản cúng ở trong nhà thờ từ đường chứ à. Oản à? Vâng, để con làm vào cho các bác xem. Có cái cám thì thắp qua không? Dạ. Nhiều cá lắm.